Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cao Bằng ngày mới thứ hai, ngày 30 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Quý vị thân mến, hàng năm, ngày sau Tết cổ truyền, các lễ hội mùa xuân nối tiếp nhau diễn ra từ ngày mùng 6 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch ở hầu hết các đền chùa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ, vào ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm, nhân dân địa phương và đông đảo du khách lại nô nức về chảy hội đền Phu Lê ở xóm Na Lữ, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An. Lễ hội mở đầu cho mùa lễ hội đền chùa tỉnh Cao Bằng. Bắt đầu cho buổi lễ, nghi thức múa lân, sức kiệu ảnh Phu Lê được tổ chức trang trọng thành kính. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và huyện Hòa An tổ chức lễ dâng hương, đọc chúc văn báo công, ôn lại những dấu ấn lịch sử hào hùng của đền Phu Lê, đánh trống khai mạc và chương trình văn nghệ lễ hội với nhiều tiết mục đặc sắc hấp dẫn. Ngay sau nghi lễ dâng hương báo công và khai mạc của Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An, những dòng người du khách thập phương đến thắp hương vui hội với ý niệm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, nhà nhà khỏe mạnh, cũng là dịp bày tỏ đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đền Phu Lê là nơi thờ cúng các vị tướng sĩ anh hùng dân tộc có công lao to lớn trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm phương Bắc, là nơi lưu giữ nền văn hóa lâu đời của các dân tộc trong vùng, là nơi các cụ bô lão có chức sắc bàn việc trọng đại mỗi khi Tết đến xuân về. Từ khi Đảng Cộng sản ra đời, đền Phu Lê còn là nơi hoạt động bí mật của các chiến sĩ cách mạng. Năm 1945, đền Phu Lê là nơi tập trung, xuất phát và tiễn đưa đoàn quân Nam tiến do đồng chí Hoàng Đình Song chỉ huy. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đền Phu Lê là nơi sơ tán của các cơ quan của tỉnh như trường chính trị Hoàng Đình Song, nhà máy giấy. Với bề dày về truyền thống văn hóa lịch sử, ngày 20 tháng 4 năm 1995, đền Phu Lê được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2018, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng và huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã gặp mặt và kết nối hai điểm di tích lịch sử văn hóa tâm linh là đền Lam Kinh, nơi phát tích triều đại nhà Lê, với đền Phu Lê, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Từ đó, đền Phu Lê, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An đã hội tụ đủ linh khí trời đất, hội tụ tinh hoa của các bậc tiền nhân để ngôi đền linh thiêng hơn, xứng đáng là địa danh lịch sử văn hóa di tích cấp quốc gia. Năm 2018, tỉnh Cao Bằng được tổ chức UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng. Trong đó, đền Phu Lê là một trong năm điểm di sản của huyện Hòa An được công nhận và nằm trong tuyến du lịch hành trình về nguồn cội của tỉnh Cao Bằng. Từ năm 2019, lễ hội đền Phu Lê được nâng cấp thành lễ hội cấp huyện, nên mọi nghi thức hoạt động được tổ chức quy mô, bài bản hơn, trang nghiêm, tiết kiệm. Việc quảng bá lễ hội được thực hiện rộng rãi, thu hút đông đảo du khách thập phương đến chảy hội. Ban tổ chức lễ hội cũng đã có nhiều cái đổi mới trong cái công tác tổ chức lễ hội năm nay. Đó là trong đêm mùng 5 có mời đoàn nhà hát múa rối Thăng Long Hà Nội lên phối hợp với địa phương để tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội, mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Và trong cái lễ hội năm nay thì cũng có tổ chức các cái hoạt động thể thao, những cái môn thể thao truyền thống của dân tộc, của địa phương như là môn đua mã và các cái hoạt động trưng bày các cái sản phẩm nông sản của địa phương. Qua đó thì cũng muốn truyền tải, quảng bá những hình ảnh của Hòa An đến với đông đảo du khách, bà con nhân dân và du khách gần xa đến thăm và trải hội tại lễ hội đền Phu Lê. Để góp phần tạo nên nét đẹp, an toàn cho lễ hội, công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại lễ hội được đảm bảo, ban tổ chức lễ hội bố trí bảo vệ các điểm chốt khu vực đông người, huy động các lực lượng công an, dân quân tự vệ túc trực kiểm tra, bảo đảm an toàn cho khách du xuân trải hội. Đặc biệt, lễ hội được tổ chức sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Lượng người đổ về lễ hội rất đông, nhưng không xảy ra tình trạng tắc đường, không có hiện tượng chặt chém, hết giá tại các điểm trông giữ xe, cũng như tại các hàng quán.
đông đảo du khách đến chảy hội đều vui mừng và hào hứng tham quan lễ hội. Người dân Cao Bằng mà cả nước người ta cũng đã đến đây để tham quan và đến để cầu mong một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự tốt lành, may mắn cho tất cả mọi người. Người dân đến vui hội mang theo ước muốn một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang. Lần đầu tiên đến với Cao Bằng, bà Trần Thanh Bình hiểu rõ đền Vua Lê rất nổi tiếng, rất thiêng. Hôm nay cùng người thân đến thắp hương, hái lộc đầu xuân, cầu may mắn bình an cho mọi người trong gia đình. Và chúng tôi rất phấn khởi đầu xuân là được về ăn Tết với các cháu ở trên Cao Bằng, lại được đi dự lễ hội của đình làng. Chúng tôi cảm nhận một điều là vô cùng xúc động. Thế lại được đi dự cái lễ hội đình Vua Lê, tôi chỉ cầu mong cho các con các cháu mạnh khỏe, gia đình thì bình an, trên hòa dưới thuận, và các con các cháu coi học giỏi. Sang năm nay là có mấy cháu thi đỗ đại học. Tham gia lễ hội, du khách thập phương còn được tham quan mua sắm tại các gian hàng trưng bày nông sản, các sản phẩm thủ công truyền thống của 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện Hòa An, thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương như bánh cuốn, phở vịt, thịt lợn quay. Tham gia các trò chơi dân gian được tổ chức vào buổi chiều như cờ tướng, cờ người, đẩy gậy, kéo co. Đặc biệt, năm nay huyện Hòa An còn khôi phục và tổ chức đua bè mảng trên sông, tạo thêm không khí náo nức rộn ràng cho ngày hội. Với các nghi lễ được tổ chức trang trọng, đậm đà giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, lễ hội đền Vua Lê năm 2023 đã thu hút đông đảo du khách với mong muốn cầu phúc, cầu lộc, cầu mùa, chư tà, mong muốn cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Trên khắp các nẻo đường quê, khi hoa đào, hoa mận e ấp chớm nở, cũng là lúc những bản làng đã quây quần cùng nhau đón Tết về. Năm nay chúng tôi rất vui vì được đón Tết cùng người Nùng An ở Phúc Sen, một vùng đất quen thuộc không chỉ với người dân Cao Bằng mà còn với nhiều du khách. Phúc Sen là xã có nhiều làng nghề du lịch nhất cả tỉnh. Tỉnh Cao Bằng hiện có 5 làng nghề, thì Phúc Sen đã chiếm tới 3 làng nghề truyền thống đưa vào phát triển du lịch. Làng Hương Phia Thấp, làng Giấy Bản Địa Trên và làng Rèn Dao Phúc Sen. Làng nghề Rèn Dao Phúc Sen còn được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể. Không những vậy, người ta ấn tượng với Phúc Sen vì đây là làng người Nùng, lưu giữ bản sắc truyền thống rất tốt qua trang phục. Họ mặc trang phục truyền thống ngay cả khi không phải lễ Tết. Thêm vào đó là sự chăm chỉ, chịu khó và nhiệt thành đã khiến cho nơi đây luôn níu chân khách du lịch. Tết về trên bản Phia Trang, xã Phúc Sen trong tiết trời lạnh buốt, nhưng mọi người thì thấy ấm áp bởi sự quây quần đầm ấm trong ngày lễ cổ truyền ý nghĩa này. Ngay từ sáng sớm, chị em trong gia đình chị Nông Thị Yến đã rủ nhau ra chợ để mua củi, lá dong về làm bánh chưng. Đây là một phong tục không thể thiếu của gia đình chị. Hôm nay cả nhà sẽ tụ tập anh chị em trong dòng họ để cùng nhau ăn một bữa cơm Tết mừng năm mới. Món ăn hôm nay không cầu kỳ, chỉ có những món ăn chính mà mọi người đều thích ăn và dễ ăn như dồi cải bắp, nem rán, sườn rán, rau luộc và thêm con gà luộc, ba chỉ luộc để thắp hương gia tiên. Cỗ Tết ngày càng được cải tiến là những món ăn dễ làm, phù hợp với khẩu vị của mọi người để tránh lãng phí. Mặc dù là cỗ, nhưng quan niệm của gia đình chị Yến là làm đến đâu, ăn hết đến đó, không để thừa và hạn chế các món ăn quá cầu kỳ, mang tính thủ tục nhưng lại không được mọi người ăn nhiều như thủ lợn hay nạm khau. Những người trong gia đình chị Yến đều là những chị em đã đi học đại học về, họ có sự tiến bộ, hiểu biết nên luôn mong muốn mang đến những điều tiện lợi mà không làm mất đi những giá trị cổ truyền. Vì theo họ,
Tết chỉ cần mọi người được vui vẻ, anh chị em, con cháu quây quần bên nhau thì đó mới là điều quan trọng nhất. Rồi gà này, rồi nếu mà như tùy từng nhà thì có nhà thì nấu bắp cải này, rồi là những các món như là nem này, rồi làm nem, rồi luộc gà xong rồi như mùa củ cải này vẫn còn thì là như nấu củ cải này, xong rồi là rau dưa chua, đấy là ăn để những hoặc là những nhà mà ăn như này cũng nhiều rồi, nhàm rồi thì là ăn lẩu này, đấy ăn lẩu để những ngày Tết để ngồi quanh sum vầy rồi ấm áp rồi ngồi vừa nóng vừa ăn rồi ngồi nói chuyện này, đấy là nó khung cảnh để ấm áp và những các con ở nơi xa về xong rồi là nói chuyện vui vẻ rồi kể chuyện như đi làm ăn xa thì có như nào, vào quê nhà mình thì có như nào nhiều thì kể nhau nghe, nó thì nó sẽ vui hơn. Ngồi nhà nói chuyện rồi cùng một là hầu như là chúng chỉ là các bà rồi cũng mấy anh em rồi vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau rồi là sang năm mình làm gì và mình sẽ cố gắng làm những gì và thế đạt được kết quả thế này thôi. Còn mùng 2 là bắt đầu mới là đi chơi, còn ở đây mùng 1 người ta là hầu như người ta không thích đi những ngày khác bởi vì mùng 1 người ta nói là mới năm mới người ta hay kỵ ấy. Mình còn không muốn đi, gọi là như vậy đúng không? Với chị thì bản thân chị là một năm mới là được ngồi rồi nói chuyện với nhau rồi bố mẹ nói chuyện với con, nó với chị như vậy chị thấy tình cảm hơn và không như xa lạ như là ăn xong rồi đi. Nhưng bây giờ chúng nó là bây giờ trẻ con là nó không như người già mình ngày xưa là nó cứ điện thoại thôi, nó không nói chuyện cùng bố mẹ đấy. Đó, chị chỉ mong là năm mới rồi các con hiểu bố mẹ hơn và nó lo lắng của bố mẹ này, xong rồi mới thích là nó không chơi game nhiều, không điện thoại này, nó thích ngồi với mẹ Tết núc này để nó nói chuyện với bố mẹ là bố mẹ làm sao, xong rồi là mình như thế nào và học được bố mẹ mình dạy từ các con là bố mẹ từ lúc nghèo lên và lúc khó khăn lên để được có ngày hôm nay này, con phải phấn đấu đấy là để cho các con nghe lời mình thế này thôi. Cụ bà Nông Thị Tàn, năm nay đã 87 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong nhà. Bà luôn dạy con cháu về việc nâng niu bộ quần áo truyền thống của người phụ nữ Nùng An. Bộ quần áo đã theo bà từ thời thiếu nữ mới lớn cho đến những ngày lấy chồng. Mỗi lần mặc bộ quần áo truyền thống lên người, bà Tàn lại thấy mình như trẻ lại. Chẳng thế mà con cháu của bà Tàn, ai cũng thích mặc trang phục truyền thống. Mỗi người có đến vài bộ thay nhau. Ngày Tết này lại là dịp để mọi người súng xính những bộ quần áo mới. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng bà Tàn vẫn tham gia các công việc cùng mọi người để cảm nhận niềm vui khi đến Tết. Với người Nùng An thì bánh chưng sẽ được gói tròn giống như bánh tét, bánh gù, nhưng họ vẫn gói thêm bánh hình vuông cho phong phú. Ngoài ra, ngày Tết cổ truyền thì không thể thiếu các loại bánh khảo. Gia đình bốn thế hệ, người già, người trẻ cùng nhau quây quần gói bánh, tạo nên hương vị của ngày Tết sum vầy. Vì ai cũng cảm nhận được Tết là hạnh phúc. Như gói quà, ai có đủ, nó bao bì xong đây.
lô mà đi. Mà này để lấy một pin cút lấy một lô để đưa hạnh phúc à. Thì hạnh phúc là mỗi khi đến Tết thì là mọi người trong gia đình ai cũng có sức khỏe, sau này con cháu thì được quây quần bên nhau. Đối với tôi thì Tết là điều một điều rất là hạnh phúc, và mùi vị của Tết càng hạnh phúc hơn, tại vì mỗi lần đến Tết mọi người sẽ được quây quần xung vầy lại với nhau. Và điều quan trọng là cầu mong cho một năm mới mọi người đều may mắn. À, Tết con mong muốn là được nhiều lì xì. Mọi người đều mạnh khỏe. Sau khi thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, cả gia đình cùng nhau quây quần đón Tết. Chắc chắn một năm mới bình an, hạnh phúc sẽ đến bên xóm Phia Trang, xã Phúc Sen, tỉnh Cao Bằng. Quay ạ! Lên 90 mỏ đó. Chúc ba, một kẻ là mấy thêm, chúc là mấy không không điện. Hai, ba, go! Hai, ba, go! Hai, ba, bốn! Ba là ba, chúc mẹ nữa. Chúc bà kiểu lái thuyền đấy, cái đường này, Trùng Khánh được mệnh danh là miền cổ tích trong những huyện miền đông của tỉnh Cao Bằng và là địa bàn cư trú lâu đời của nhiều dân tộc cùng sinh sống, tạo nên một bức tranh với nền văn hóa đa dạng phong phú. Về Trùng Khánh những ngày xuân, tiếng hát lượn, tiếng khẻn mông ngân vang giữa núi rừng hòa vào cảnh sắc núi mắt thần, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, càng làm say đắm lòng người. Nét mình dưới thung lũng núi mắt thần, xóm Thăm Sạp hiện ra như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Đây cũng là địa danh nổi tiếng thuộc công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng với hơn 50 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Về xóm Thăm Sạp vào những ngày mùa xuân này, chúng ta sẽ cảm nhận được không khí rộn ràng. Giữa khung cảnh ấy, không khó để bắt gặp hình ảnh các chàng trai cô gái xung phính những bộ trang phục dân tộc Mông với những gương mặt vui tươi sau một năm lao động vất vả. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền, tiếng say ngô vang các xóm làng cùng với nhiều phong tục truyền thống trong nghi lễ sinh hoạt thì đời sống tinh thần của người Mông trong dịp Tết cũng vô cùng phong phú và đặc sắc. Trong 3 ngày Tết chính, gia đình nào cũng đốt củi, giữ bếp đỏ lửa liên tục, vừa giữ ấm, vừa xua đuổi tà xấu và cầu mong bình an, may mắn. Những bản sắc văn hóa của dân tộc Mông trong xóm Thăm Sạp ấy. Thường là vào ngày mùng 1, mùng 2. Thường là vào mùng 2 của Tết, cô gái mặt cho mình bộ áo mới đi chơi xuân. Sau đến ngày Tết, người Mông thường nghỉ sớm trước khoảng một tuần này để chuẩn bị những các xà một là chuẩn bị gà, lợn, cúi để trong những ngày Tết được dùng trong những ngày Tết. Người phụ nữ thì chuẩn bị hoặc đi mua sắm, mua quần áo, váy mới để hoặc áo mới này, chăm sức bằng bạc trắng. Người Mông lại có một cái đặc điểm nữa là phải làm một cái lễ để mà để các dụng cụ rửa sạch các dụng cụ này, mang vào nhà để gần bàn thờ tổ tiên trong nhà gia đình. Hai nữa là người Mông lại không đón Tết, đến 30 Tết người Mông lại không đón giao thừa. Đấy. Trong 30 Tết đấy
chúc các con nhà, các súc vật như là cũng phải ăn Tết nghỉ vất vả cả năm, nên là cũng phải nghỉ ăn Tết như con người, nên là 30 Tết đấy, tối tân niên đấy, thì các gia đình, các bà vợ nấu cám để cho sáng mùng 1, để cho dậy sớm, để cho lợn, cho gà, cho trâu ăn. Bàn thờ của người Mông ấy, người Mông lại không có bàn thờ, nó đặt ngay ở giữa nhà, hướng ra trước cửa luôn. Người Mông lại không dùng khăn lau, cũng không dùng chổi để quét, mà chỉ dùng cây chổi tre. Đấy, chặt cây chổi tre ba ngọn tre về quét. Khi mặt trời lấp ló hừng sáng nơi đỉnh núi, cũng là lúc núi Mắt Thần phô diễn trọn vẻ đẹp độc nhất của mình. Lúc này, người Mông ở đây lại cùng nhau vượt núi, xuống thung lũng rộng lớn với những thảm cỏ xanh mướt trải dài, một khung cảnh yên bình và đầy quyến rũ. Giữa kiệt tác của thiên nhiên ban tặng, họ cùng đắm chìm trong câu hát dân ca, trò chơi truyền thống như ném bao, bắn nỏ, múa khèn, những trò chơi dân gian đặc sắc, mang đậm bản sắc, ẩn chứa bao điều hấp dẫn của người Mông nơi đây. Có lẽ bắn nỏ là trò chơi truyền thống được các chàng trai ưa thích nhất, vì họ được trổ tài năng của mình. Những ai bắn giỏi sẽ thể hiện được mình là người đã trưởng thành. Chính vì thế mà những người tham gia thường là những người xuất sắc. Ngày xưa được sử dụng như một công cụ để săn bắn thú rừng, nhưng ngày nay cây nỏ được dùng để trổ tài trong ngày lễ Tết. Và đây cũng là trò chơi tiêu biểu cho truyền thống thượng võ của người Mông thăng sản và các vùng miền. Cùng với bắn nỏ, trong ngày hội này, ném pao cũng là trò chơi không thể thiếu trong mỗi dịp đầu xuân, vì đó là nét đẹp được cộng đồng người Mông nơi đây lưu giữ qua nhiều thế hệ. Trò chơi này không chỉ mang lại niềm vui, mà còn được xem là một minh chứng cho hạnh phúc tình yêu đôi lứa, gửi gắm biết bao ước vọng cho một mùa xuân mới. Trò chơi dân gian truyền thống này là một trong những hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng có ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Chính vì vậy, bản thăng sạt vẫn luôn lưu giữ những nét đẹp đó. Không khí hội náo nức khắp núi rừng, các cô gái e ấp xúng xính với những chiếc vòng bạc và bộ áo váy rực rỡ sắc màu. Các chàng trai mang theo khèn để chinh phục người trong mộng của mình qua âm hưởng dìu dặt thiết tha. Họ cùng trao nhau những ánh mắt nụ cười cùng với những lời chúc tốt đẹp đầu năm mới, hòa quyện trong tiếng khèn, tiếng hát của các chàng trai cô gái Mông. Và tiếng khèn như lời chào, mời gọi, được tình cảm được gửi gắm giữa khung cảnh thơ mộng, như bức tranh hoàn hảo, phác họa cuộc sống thật bình yên. Ngay từ lúc mới sinh ra, người Mông ở Thăng Sạp đã được đắm mình trong nét đẹp văn hóa cộng đồng với những làn điệu dân ca nói về cuộc sống, xây dựng bản làng phát triển. Những bài hát dân ca không chỉ thể hiện bằng lời, mà còn có thể giãi bày thông qua những tiếng khèn trong trẻo, ngân vang. Tiếng khèn vang vọng khắp núi rừng, điệu bước nhịp nhàng của đôi trai tài gái sắc, hòa cùng tiếng chuông đồng bạc trên trang phục của người thiếu nữ, toát lên niềm đam mê, tự tại, phóng khoáng trong đời sống tinh thần của họ. Những cảm nhận của tôi về cái nét văn hóa của dân tộc mình là một năm thế này, quanh năm vất vả thì dân tộc mình thì mới có thể chị em là quanh quần bên nhau, xong thì đi ngồi nói chuyện với nhau, hát hò, xong thì hát lượn, thì cảm thấy là cũng rất là vui. Xong mình muốn tôi, bản thân tôi cũng như là mọi người cũng rất là muốn giữ cái bản sắc dân tộc của dân tộc Mông mình để lâu dài hơn và để các nơi khác biết đến, và muốn cho mọi người biết đến bảo là dân tộc của mình phải cũng có thể vươn cao bằng các dân tộc khác. Xuân về trên bản vùng cao, hoa cải vàng khoe sắc giữa đất trời, núi non, những bộ váy áo sặc sỡ của các cô gái người Mông. Họ cùng hát, cùng cất lên những câu ca mộc mạc nhưng đầy cảm xúc, đã khoác lên cảnh vật nên thơ, làm đắm say lòng người. Những sắc màu ấy sẽ càng rực rỡ và còn mãi với mùa xuân,
theo dòng chảy của thời gian. Vết bầm tím thường xảy ra sau một chấn thương. Tuy nhiên, nếu chúng ta không rõ nguyên nhân, có thể bạn đã bị thiếu hụt một số vitamin. Mục Sức Khỏe Thưởng Thức hôm nay sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích này. Hầu hết các vết bầm tím xảy ra sau một chấn thương. Khi bạn bị thương, sẽ làm tổn thương các mao mạch ngay dưới bề mặt da, khiến chúng bị rò rỉ máu, tạo ra những vết bầm tím dưới da. Nhưng đôi khi, vết thâm tím có thể xảy ra mà không có nguyên nhân rõ ràng, có thể là dấu hiệu cảnh báo của sự thiếu hụt vitamin. Một số loại vitamin giúp củng cố các mạch máu, một số khác góp phần làm đông máu, khỏe mạnh. Điều này cũng giúp làm cho các mạch máu của bạn ít bị rò rỉ hơn. Dưới đây là 3 loại vitamin khi bị thiếu có thể gây nên vết bầm tím. Vitamin C. Vitamin C được tìm thấy trong trái cây họ cam quýt, khoai tây, cà chua và các loại trái cây, rau quả khác. Loại vitamin này được biết đến giúp tạo collagen, một loại protein mang lại cấu trúc cho làn da. Nhưng khi bạn thiếu vitamin C, các mạch máu dễ bị vỡ và gây bầm tím hơn. Vitamin K. Thiếu vitamin K là một vấn đề khác có thể gây chảy máu không rõ nguyên nhân khi mức độ thấp. Vitamin K có liên quan đến quá trình đông máu khỏe mạnh và giúp củng cố thành mao mạch, những mạch máu nhỏ nhất trong cơ thể. Khi mức vitamin K thấp, các mao mạch có nhiều khả năng bị vỡ ngẫu nhiên. Sắt. Sắt là một hóa chất quan trọng để tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Khi mức độ thấp, cơ thể có thể không tạo ra đủ các tế bào máu này, còn gọi là thiếu máu, thiếu sắt. Giống như thiếu vitamin K, thiếu máu do thiếu sắt có thể làm giảm quá trình đông máu. Ngoài việc không thể tạo đủ tế bào hồng cầu, việc sản xuất tiểu cầu cũng có thể giảm. Tiểu cầu là bước đầu tiên trong quá trình đông máu, vì vậy việc giảm tiểu cầu dẫn đến tăng vết bầm tím. Thiếu sắt phổ biến hơn ở phụ nữ, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai. Các triệu chứng khác của tình trạng thiếu sắt bao gồm mệt mỏi và thiếu năng lượng, khó thở, rối loạn nhịp tim, tim đập nhanh, da nhợt nhạt. Nếu lo lắng về các triệu chứng thiếu sắt, bạn nên đi khám, làm xét nghiệm máu để xác nhận tình trạng thiếu sắt của cơ thể. Nếu xét nghiệm máu cho thấy số lượng hồng cầu thấp, bạn sẽ được khuyến nghị dùng viên sắt để thay thế lượng sắt bị thiếu. Dễ bị bầm tím cũng là một tình trạng có thể đi kèm với tuổi tác, còn gọi là ban xuất huyết do tuổi già. Khi già đi, da trở nên mỏng hơn, khô hơn và cũng có xu hướng dễ bị bầm tím hơn. Chương trình Cao Bằng Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.